Tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen thân tình? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua buồn vui thế nào, có dần hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Tôi có được gì sau những lần sống chơi? Năm qua tôi có được gì sau những bước chân rối bời? Năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay? Và năm qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua buồn vui thế nào, có dần hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Vậy là hết một năm, bao buồn bề vừa trải qua, nhìn sang thế nào, có dần hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trường thì hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đang cố ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ của HTV. Đây là một chương trình đặc biệt cùng đến với quý vị và tôi, người dẫn chương trình Tùng Leo, cùng với người bạn dẫn xinh đẹp, đó chính là Á Hậu Kiều Loan. Xin được cảm ơn ca sĩ Ali Hoàng Dương cùng các nghệ sĩ đã giúp chúng tôi mở đầu chương trình ngày hôm nay với những giai điệu tươi trẻ của ca khúc Năm qua đã làm gì, một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam. Xin được cảm ơn các bạn. Lần đầu tiên Tùng và Kiều Loan được đứng cạnh nhau với tư cách là người dẫn chương trình, và vì vậy là phải cướp ngay cơ hội này để hỏi bạn ấy câu hỏi đầu tiên, đó chính là năm vừa rồi em đã làm gì? Năm 2021 là một năm thực sự đầy biến động và đầy khó khăn. Nhưng mà với Kiều Loan, cảm thấy là cái điều mà bản thân mình hài lòng và tự hào nhất là quyết định mình trụ lại thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ và cùng những người dân vượt qua cơn bão bệnh này, thay vì mình êm ấm tại quê nhà, được một phần nào đó cảm thấy có ích cho xã hội cũng như là có ích cho thành phố Hồ Chí Minh, quê hương thứ hai của mình. Còn nếu như mà được hỏi rằng là năm vừa rồi anh như thế nào
thì anh sẽ chia sẻ với Kiều Loan và quý vị khán giả truyền hình. Đó chính là điều tâm đắc nhất của Tùng trong năm qua, đó là Tùng yêu thương cuộc đời nhiều hơn, yêu thương gia đình mình nhiều hơn, yêu thương đồng nghiệp nhiều hơn, yêu thương những người xung quanh mình nhiều hơn. Và có lẽ chính vì đi qua đại dịch mà chúng ta cảm thấy được rằng giá trị lớn lao nhất của cuộc đời này đó là tình yêu thương. Và chính vì vậy trong ngày hôm nay chúng tôi xin được phép cùng với quý vị đi qua một cái chương trình vô cùng đặc biệt. Chúng tôi xin được phép mời đến đây những vị khách đặc biệt kể những câu chuyện đặc biệt, mời quý vị xem những đoạn phim đặc biệt để qua đó kể những điều vô cùng ý nghĩa đặc biệt dành cho quý vị cùng với HTV. Trong không gian vô cùng ấm cúng trong chương trình trò chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu sự có mặt của những vị khách mời đặc biệt. Xin được trân trọng kính giới thiệu Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Nguyên Chính ủy Quân khu 7. Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện 175. Nhà thơ Lê Tú Lệ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy thưa quý vị, trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ có một chú Tư, một nhà thơ, một bác sĩ sẽ cùng chia sẻ với chúng ta. Nếu phải chọn ra một sự kiện nổi bật và đáng nhớ trong năm vừa qua thì bác sĩ sẽ chọn sự kiện gì để gửi đến cho quý vị khán giả? Có lẽ năm nay là một cái năm mà cái xung đột giữa lý trí và cảm xúc trong bản thân tôi là lớn nhất. Có lẽ chính vì điều đó mà ngày hôm nay tất cả chúng ta lại có một chủ đề rất đặc biệt tại HTV. Tất cả quý vị cùng với chúng tôi sẽ ngồi cùng nhau trong một khoảng lặng để cùng kể với nhau về những điều đã đi qua thông qua những hình ảnh, những đoạn thơ và thậm chí là những con số. Bây giờ đây thì chúng tôi xin được phép mời cô gái xinh đẹp nhất của chúng ta, Á Hậu Kiều Loan, sẽ đưa ra con số đầu tiên để quý vị khán giả cũng như là các vị khách mời cùng chiêm nghiệm thử dấu lặng đầu tiên ngày hôm nay. Xin mời. Và con số đầu tiên mà chúng tôi xin gửi đến quý vị đó chính là con số hơn 100.000 doanh nghiệp. Con xin được mời chú Tư Dĩ. Với con số biết nói này thì nó gợi cho chú những suy nghĩ gì ạ? Các phương tiện truyền thông đã cung cấp cho chúng ta những con số chi tiết hơn nhiều. Khi đọc về những con số đó, tôi thấy rất buồn về những cái tỷ lệ tăng trưởng của các doanh nghiệp phải rời thương trường, những cái con số tăng của các cái doanh nghiệp mà phải tạm ngưng sản xuất, và những cái con số giảm về vốn, những cái con số giảm của những doanh nghiệp quay trở lại hoặc thành lập mới. Nhưng cái ý chí khởi nghiệp chưa bao giờ tắt trong những doanh nhân trẻ tuổi của Việt Nam, và đó mới là cái mà chúng ta trông cậy vào cho năm 2022 và chúng ta trông cậy vào cho đất nước chúng ta. Dạ. Như vậy là quý vị thấy là chúng ta vừa nghe một cái câu trả lời, một cái lời chia sẻ đầy chất người lính, một lần nữa cho thấy được rằng là chú nhìn một cái góc nhìn rất là khác với con số vừa rồi. Chính vì vậy ngay bây giờ thì tôi xin được phép mà nối tiếp Kiều Loan đưa ra một con số khác lạc quan hơn, đó chính là 46,8 tỷ đô la. Lần đầu tiên xuất khẩu nông lâm thủy sản phá kỷ lục đạt 46,8 tỷ đô la trong năm vừa qua, tăng 14,9% so với năm 2020. Đây cũng là năm đầu tiên Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất Việt Nam. Một con số rất là đáng để vui trong năm vừa qua. Và chắc kể lại vào lúc này thì xin được hỏi bác sĩ. Bác sĩ sẽ có cảm xúc gì khi mà nghe thông tin vui này ạ? Có lẽ đây là một cái con số mà có thể nói động viên chúng ta rất nhiều trong cái cơn sóng thần đại dịch này. Và tôi thì tôi vẫn thường nói đây là một cái cuộc chiến sinh tử, một cái cuộc chiến thảm khốc. Và những cái con số này thực sự là mở ra cho chúng ta một cái nhìn rất là lạc quan. Thế cái lạc quan như thế, nhưng mà chúng ta không được chủ quan. Nếu mà chúng ta chỉ chủ quan thì chúng ta sẽ đánh mất những cái tiêu chí, những cái tiêu chuẩn chất lượng, và chúng ta sẽ bị phạt, chúng ta sẽ bị gọi là cấm nhập
và như thế thì sẽ gây cái thiệt hại còn lớn hơn nhiều. Và như vậy chúng ta đã mở được cái đường bay trực tiếp từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, thì đấy chính là những cái cơ hội lạc quan nhưng không bao giờ được chủ quan. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và với con số 46,8 tỷ đô la vừa rồi, đúng là một tin vui rất là lớn dành cho tất cả mọi người chúng ta có một tinh thần thật là lạc quan trong năm sắp tới. Thì trên tay của Kiều Loan lại có một con số có trị giá rất nhỏ nhưng lại mang một giá trị và ý nghĩa rất lớn. Và con số này xin được gửi đến cho chị Tú Lệ với những suy nghĩ gì? Đó chính là con số 0 đồng. Nếu mà đặt cái 0 đồng này bên cạnh con số tỷ đồng của lợi nhuận của các công trình thì đúng là một nghịch lý, khi mà cái không đồng này nó lại trở nên vô giá. Cái không đồng này, như chúng ta thấy qua mùa dịch vừa rồi, những chuyến xe không đồng, siêu thị không đồng, bếp ăn không đồng. Ông bà mình cũng có cái câu là một nắm khi đói bằng gói khi no. Ở đây không phải là đói mà ở đây là sống chết. Và cái con số không này thì nó lại là niềm tin, nó là hy vọng, nó là nghị lực và nó là cả sức mạnh của cộng đồng xã hội để chúng ta vượt qua, chúng ta chiến thắng đại dịch. Kính thưa quý vị, với ba con số mà chúng tôi đưa ra ngày hôm nay ở phần đầu chương trình, rõ ràng nếu chỉ nói nhỏ gọn trong từng ngôi nhà thì thời gian vừa qua của năm 2021 chúng ta đã có nhiều âu lo hơn, phải không ạ? Và những âu lo đó đã khiến cho chúng ta có nhiều khoảng lặng trong cuộc sống. Hãy cho phép chúng tôi được gọi những đoạn phim ngắn trong chương trình ngày hôm nay là những khoảng lặng của quý vị, và mong quý vị hãy cùng đến với khoảng lặng đầu tiên. Chúng tôi xin mời quý vị. Công ty TMTM phát triển định hướng theo hướng là một doanh nghiệp xã hội. Chúng tôi đã gây dựng nên một cái dự án trồng và phát triển cây Moringa ở Việt Nam có tên là Chùm Ngay. Chúng tôi đã dẫn dắt hàng ngàn hộ nông dân đi theo cùng với mình, tạo được nguồn thu nhập thông qua việc trồng và phát triển cây Moringa tại ngôi nhà của họ cũng như là miếng đất của họ. Cây Moringa nó có 17 đến 18 loại axit amin, hàm lượng vitamin C, vitamin A, vitamin E rất là cân bằng theo cái nhu cầu dinh dưỡng của con người. Trong suốt một cái quãng đường dài gần 10 năm với cái dự án này, chúng tôi đã kiên nhẫn và kiên trì không bán lúa non, và chúng tôi mong muốn rằng là làm ra những sản phẩm mà phải được quốc tế công nhận. Sản phẩm cuối cùng mang thương hiệu của Việt Nam, Made in Việt Nam gửi đến người tiêu dùng của quốc tế. Đầu năm 2021, chúng tôi đã thành công khi nghiên cứu ra đông trùng hạ thảo ISPA, giống như là cây Moringa. Nó giúp cho cái việc mà tăng cái sức đề kháng của cơ thể. Thì khi mà vừa thành công xong, tôi tấp vào trong kho để chuẩn bị đưa những cái lô hàng đầu tiên cho khách hàng. Lúc đó là dịch bắt đầu nổ ra là nhanh chóng và rất là mạnh. Thì ngay cái thời khắc đó chúng tôi nghĩ rằng là những cái sản phẩm này đến tay được với các y bác sĩ tuyến đầu mà họ giữ vững, họ trụ được thì chắc chắn họ sẽ giúp rất là nhiều cái người dân của mình. Trong cái thời khắc đó chúng tôi hồi hết tất cả những cái đơn hàng xuất khẩu và quyết định tháo kho hàng, đưa cho bằng được đến các y bác sĩ tuyến đầu để mà giữ cái sức khỏe. Tôi cũng liên lạc với những khách hàng và chúng tôi cũng rất là thật lòng. Chúng tôi nói là đất nước tôi đang quằn mình. Trải qua cái cơn đại dịch cho nên là hãy thông cảm cho chúng tôi làm cái nghĩa vụ. Của một cái người con khi đất nước gặp lâm nguy. Quý vị thân mến, có lẽ vào lúc này thì Tùng phải nói ngay là khoảng lặng á quý vị, không hẳn là một nỗi buồn nha quý vị. Khoảng lặng ở đây là một khoảng thời gian thật ngắn thôi để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại cuộc sống, cùng suy nghĩ lại, hoặc là một cái khoảng xúc động. Và vừa rồi thì Tùng rất xúc động thưa quý vị. Không hiểu sao là nước mắt tôi đã rơi khi mà nghe chị Tuyết Mai nói về xin cho chúng tôi có trách nhiệm với đất nước. Tôi nghĩ điều này là điều mà tất cả chúng ta đều tự đòi. Cho nên là bằng cái sự xúc động này thì chắc là cho phép con được hỏi chú Tư trước.
Chú Tư nghĩ gì về cái tấm lòng mà của chị Tuyết Mai nói riêng cũng như tất cả mọi người nói chung trong cái khoảng thời gian vừa qua, đặc biệt là của các doanh nhân đã chung tay vì cộng đồng trong suốt khoảng thời gian đại dịch? Đất nước ta cần nhiều lắm những doanh nhân như vậy. Đất nước ta cần nhiều lắm những doanh nghiệp như vậy. Bởi vì những người doanh nhân ấy, những doanh nghiệp ấy chẳng những tạo ra cơ sở vật chất, tiền bạc, lợi nhuận để xây dựng đất nước, mà có lẽ điều quý hơn chính là lan tỏa cái sự tử tế để làm cho cái đất nước mình một ngày nó một đẹp hơn, để làm cho cái đội ngũ doanh nhân của mình ngày nó càng gần hơn với cái văn hiến của dân tộc, làm cho cái doanh nghiệp của mình nó ngày càng nảy nở hơn. Và tôi nghĩ rằng, tôi mong rằng và tôi cũng tin rằng chính phủ, nhà nước và cơ quan quản lý các cấp sẽ tiếp tục tạo ra các cái điều kiện để cho các cái doanh nghiệp này ngày càng nảy nở, để cho những doanh nhân như thế này ngày càng có đất để mà dụng võ theo nghĩa đen và nghĩa bóng của nó. Quý vị và các bạn thân mến, với những thước phim và những chia sẻ vô cùng xúc động của chị Tuyết Mai vừa rồi, thì Kiều Lan cảm thấy vô cùng là trân quý những cái thiện tâm của chị. Chúng tôi cũng có quyền được tự hào về phái nữ. Sẽ còn rất nhiều những hình ảnh khác giống như chị Tuyết Mai ở những ngành nghề khác nhau, không cách này hoặc cách khác. Chúng tôi vẫn đang âm thầm và sẵn sàng đóng góp cho đời những sắc xuân dịu dàng. Xuân ấm thơm môi hồng, gió xuân đến bên em ngồi, cùng một dần em hát câu tình ca. Đó cúc trắng bên hiên nhà, ngỡ như dáng ai đang về, ngọt ngào hương xuân thắm trên bờ môi. Nhịp nhàng đàn chim én bay, ôm kỷ mùa về bao đắm say, một mùa xuân bao thắm tươi quê hương với bao niềm vui. Rộn ràng đàn em bé thơ xuân mới xa, dịu dàng sao hương sắc xuân hát cùng anh khúc tình ca. Cánh mai thắm tươi xuân nồng, ấm đôi má em thêm hồng, cùng mùa xuân em đến giữa đời vui. Tiếng chim hót vui cho đời, tiếng em hát thêm yêu người, đợi mùa xuân đất nước trong lòng tôi. Mùa xuân em hát câu tình ca, đóa cúc trắng bên hiên nhà, ngỡ như dáng ai đang về, ngọt ngào hương xuân thắm trên bờ môi. Nhịp nhàng đàn chim én bay, ô kiều mùa về bao đắm say, một mùa xuân bao tháng tươi. Xuân mới xa, dịu dàng sao hương sắc xuân hát cùng em khúc tình ca. Cánh mai thắm tươi xuân mừng, ấm đôi má như thêm hồng. Mùa xuân em đến giữa đời vui. Tiếng chim hót vui cho đời, tiếng em hát thêm yêu người. Để mùa xuân đất nước trong lòng tôi. Xin được cảm ơn ca sĩ Khuynh Huyền Mai, Trần Ngọc Ánh, Vũ Phụng Tiên cùng các nghệ sĩ đã gửi đến cho chúng tôi những giai điệu hết sức tươi vui của ca khúc Dịu Dàng Sắc Xuân. Và tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng với tất cả các quý vị khách mời, chúng ta sẽ cùng đến với khoảnh lặng tiếp theo. Phải ra là
Hội An chơi đập trường binh, với lại chế là đi chơi được chòi đó. Mình thích ngồi nghe mấy cái cô nó kêu bài chòi hay, kêu có vần có vẻ hay lắm. Chiều 30 tới cô mới về là về cúng ông bà mình chứ. Cái điều đặc trưng đặc biệt là một cái mảnh đất gọi là bao dung nghĩa tình, nhưng mà thực sự là cái điều đó khi mình sống ở đây, mình làm việc ở đây, mình nuôi nấng những cái giấc mơ mình tại cái mảnh đất này, thì chúng ta mới thấu hiểu cái điều đó. Bước chân vào trong Sài Gòn năm 1992 đến nay thì tôi đã gặp rất là nhiều gọi là nghĩa cử và nhiều sự cái đùm bọc, và tôi mang ơn chính điều đó. Khi tôi làm hoặc là tôi vẽ là tôi muốn ghi lại những cái hình ảnh đó rất là chân thật. Năm qua thì mình làm bộ tranh này với những cái gam màu trầm lắng, đó là những thời khắc mà thành phố chúng ta đã trải qua những cái nốt trầm lặng lẽ. Bắt đầu bước qua năm mới, sức sống hồi sinh trong những cái tàn lá mây bay, hoặc trong những bó hoa, trong những ánh mắt của mọi người, thậm chí trong một cái vỗ cánh của con chim bồ câu, thì đều làm cho tôi sao động. Bởi vì cái đó là chứng tỏ rằng là thành phố đang trở lại bình thường và hồi sinh. Và tôi nghĩ rằng những hình ảnh nó sẽ động lại mãi. Kính thưa quý vị, nếu khoảng lặng đầu tiên chúng ta nói về những doanh nhân, thì khoảng lặng thứ hai này xin được phép nói về giới văn nghệ sĩ. Kiều Loan nè, hồi đầu chương trình á, mình có nói rằng là cứ mỗi một câu chuyện mình sẽ đưa ra một cái hình ảnh nào đó. Thì lúc nãy quý vị thấy là chúng tôi đưa ra những con số, bây giờ mình nói tới văn nghệ sĩ rồi, cho nên là chắc sẽ đưa ra những điều khác hơn. Em sẽ đưa ra hình ảnh nào? Em ngày hôm nay thì đang có hai hình ảnh sẽ đưa ra. Nhưng mà trước khi chúng ta đến với cái hình ảnh có vẻ là nó mang về âm thanh nhiều hơn, nó gợi âm thanh nhiều hơn, thì Kiều Loan xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về hoàn cảnh ra đời cũng như là những câu chuyện xoay quanh về cuốn sách tổng hợp tất cả những sản phẩm, những tác phẩm của anh chị em nghệ sĩ đã cho ra đời trong khoảng thời gian giãn cách tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuốn sách này Phong chị cho em cầm lên em đưa cho chị. Nãy giờ em cứ địa rồi mà em chưa có được cầm vô. Đây là tập Cây kèn và chiếc khẩu trang. À, một tác phẩm mới. Tác phẩm văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, nhiếp ảnh của văn nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh. À, tổng hợp ạ. Xin thưa với tất cả quý vị là đây là cái cuốn sách tổng hợp ngay trong tháng 10, trong vòng 3 tuần. Thì chúng tôi kêu gọi anh em của 5 lĩnh vực. Có những lĩnh vực thì không thể đưa vào ấn phẩm được, như là điện ảnh, như là múa. Nhưng mà 5 lĩnh vực này là chúng tôi đã kêu gọi anh em gửi trong vòng 3 tuần lễ thôi ạ. Và đây là tất cả những sáng tác trong 3 tháng đại dịch đó. Thú thật với các anh chị, khi tôi biên tập, tôi đọc của anh em. Ví dụ đọc thơ của Trần Mai Hường, tôi ngồi tôi khóc. Tôi khóc suốt buổi luôn, bởi vì cái bài thơ nó quá ám ảnh. Nhưng mà đến khi đọc qua bài thơ của anh Huỳnh Dũng Nhân về người lính vào thành phố đó, đôi tay anh không cầm súng mà tay anh dành để bồng bé cách ly, rồi nhiều lắm những các cái tự sự của các anh chị được truyền tải bằng nghệ thuật, bằng tác phẩm ở trong này, phải nói là tuyệt vời. Và các anh chị ở trong cái lời nói đầu tôi có viết thế này: đau đớn thay, tác phẩm của anh chị em không phải được sáng tác bằng cảm hứng theo cách hiểu thông thường, theo cách hiểu truyền thống, mà sáng tác bằng trái tim rỉ máu, bằng sự ngạt thở, niềm khát sống của chính mình, của người thân, bạn bè và của cả cộng đồng. Và cuốn sách này, lời nói đầu, câu chót chúng tôi có dành để tặng tri ơn lực lượng tuyến đầu chống dịch, các y bác sĩ, công an, quân đội, tình nguyện viên. Và cao hơn hết, đó là dành tình yêu thương tốt đẹp nhất
để ngợi ca. Tình người và lòng nhân ái đã tỏa sáng trong những tháng ngày đùm bọc nhau trong cơn đại dịch. Thì cuốn sách này 15 tháng riêng rằm Nguyên Tiêu Liên Hiệp sẽ tổ chức ra mắt và hôm nay xin được khoe. Mong rằng là được công chúng đón nhận với tình cảm yêu thương ạ. Dạ, chắc chắn là công chúng của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung sẽ đón nhận cái cuốn sách này, một tác phẩm tuyệt vời ghi lại những giọt nước mắt đẹp của giới văn nghệ sĩ trong những ngày tháng vừa qua. Nếu như cuốn sách vừa rồi nó tổng hợp được những cảm xúc khi mà chúng ta cảm nhận bằng đôi mắt, bằng tình cảm, thì tiếp theo sẽ là một vật phẩm khi mà chúng ta chỉ cần nhìn, nó sẽ tạo lên một hình ảnh của một con người đồng hành cùng nó. Đó chính là một nhạc cụ rất đặc biệt, cây kèn Sasso. Và không biết là mọi người nhìn vào cái kèn này thì mọi người đang có cảm xúc và suy nghĩ về nhân vật nào? Thì để chia sẻ rõ hơn thì Kiều Loan muốn dành câu hỏi này đến cho bác sĩ. Không biết anh đang có những suy nghĩ và hình dung ra nhân vật nào khi mà nhìn thấy cây kèn Sasso này ạ? Có thể nói rằng là trong những cái lúc mà dịch giã căng thẳng nhất, những cái ngày tháng mà cái số lượng tử vong cao của toàn thành phố, thì với những cái người về y chúng tôi và đặc biệt là với cái vai trò quản lý thì luôn luôn thấy cái lồng ngực của mình bị bóp nghẹn lại. Và chính văn học nghệ thuật nó cũng tạo ra một cái sức mạnh phi thường. Trong thời gian vừa qua, cái hình ảnh nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng với lại chị Kình Hoa, Phương Thanh đi ở tất cả những cái bệnh viện dã chiến, và tôi cũng được chứng kiến ở những cái bệnh viện dã chiến số 7, số 8, thì có thể nói rằng là tạo ra một cái cảm xúc rất lớn. Và chính những cái lúc này thì cái sức mạnh tinh thần đó đã tạo cho cái người thầy thuốc, đã tạo cho những cái người bệnh nhân một cái cảm động rất lớn. Đấy là sự quan tâm, đấy là sự chia sẻ. Nằm trong khoảng lặng này thì chắc chắn sẽ có rất nhiều những tác phẩm được nhắc đến, như là cách để chúng ta mở đầu những câu chuyện rất hay dành tặng cho quý vị. Và lúc này thì cho phép Tùng được đi một vòng qua phía bên kia để giới thiệu với quý vị một tác phẩm đang có mặt tại trường quay của HTV. Dạ, dạ xin mời quý vị khách mời cùng nhìn về phía này cùng với Tùng luôn ạ. Có một bức tranh đã trò chuyện với chúng ta ngay từ đầu, đã có mặt với chương trình ngay từ đầu. Đây là bức tranh được mang tên là Dòng Sữa Ngọt Ngào của họa sĩ Lê Sa Long. Và Kiều Loan xin phép được chia sẻ những thông tin về tác phẩm này đến cho quý vị khán giả như sau. Đây là tác phẩm Dòng Sữa Ngọt Ngào của họa sĩ Lê Sa Long. Nguyên mẫu trong bức tranh này là bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy, công tác tại khoa cấp cứu Bệnh viện Điều trị COVID-19. Trương Vương, quê ở Đơn Dương, Lâm Đồng. Chị là một bà mẹ bỉm sữa, mới có con trai, chị mới 14 tháng tuổi thôi, nhưng mà chị đã phải tạm xa con để làm nhiệm vụ khi mà thành phố Hồ Chí Minh đang vào trong điểm cao điểm của dịch bệnh. Và trong bức tranh của họa sĩ thì chị đang mặc trang phục bảo hộ và cầm trên tay bình sữa để đúc cho một em bé khác chào đời ngay giữa đại dịch. Và kính thưa quý vị, giống như đoạn phim ngắn vừa rồi, anh Lê Sa Long có chia sẻ với chúng ta về năm 2022, thành phố của chúng ta sẽ hồi sinh trở lại với những hình ảnh vô cùng thân quen như là tàn lá máy bay, rồi những bó hoa tươi, những đôi mắt cười và thậm chí là cái vỗ cánh của con chim bồ câu cũng khiến lòng ta xao xuyến. Đó tất cả là những hình ảnh khiến cho chúng ta nghĩ về một thành phố đã quay trở lại, được hồi sinh đầy khát vọng, và thành phố như thế đã đi vào nhạc, vào thơ. Nhưng ngay bây giờ đây thì Tùng xin được phép đọc một trích đoạn của nhà thơ Tú Lệ để gửi tặng mọi người. Trong tiếng thì thầm bao dung đất lành chim đầu, có thánh thoát giọt mồ hôi rơi, tưới tắm cánh đồng tình yêu, tái sinh ước mơ, tái sinh số phận của triệu lưu dân từ tứ xứ đổ về. Thế hệ mới lại dấn thân dâng hiến, một thế hệ ngẩng cao đầu lĩnh sướng trong dàn đồng ca hình đất nước trồng bay. Đêm nay tôi nghe trong thẳm sâu trái tim thành phố. Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông, tôi đang nghe tiếng gió ngày xuân, tôi đang nghe tiếng nói của đêm, như đang nghe tiếng hát của em. Tôi đang nghe, nghe con tim như thủy chiều lên.
lắng nghe rộn ràng ngoài kia đang bừng sôi những thanh âm cuộc đời gọi mời như chưa bao giờ ngơ. Xin gửi lời cảm ơn đến phần biểu diễn rất tuyệt vời của nghệ sĩ ưu tú Quế Trân, nghệ sĩ Võ Minh Lâm cùng với những nghệ sĩ khác trong tiết mục vừa rồi. Quý vị thân mến, và chắc chắn là vào ngày hôm nay, với những vị khách mời của chương trình thì cũng sẽ có những dấu ấn đặc biệt về Tết mà quý vị muốn chia sẻ với khán giả truyền hình, phải không ạ? Có lẽ ở vào lứa tuổi, độ tuổi của tôi, thì mỗi lần cái Tết về,
chúng tôi không còn những các cái rạo rực háo hức nhiều như các bạn trẻ. À, mà thông thường á, cái cảm xúc vào những ngày tháng cuối năm nó mang một cái tâm trạng là lắng đọng. À, nhìn lại một năm có những cái gì vui, có những cái gì buồn, rồi gọi là khai bút. Có những bài thơ mà khai bút mà sau đó đọng lại trong lòng công chúng được thì đó là, có lẽ đó là cái Tết đáng nhớ, phải không ạ? Xin phép cho tôi được chia sẻ một cái Tết đáng nhớ của tôi gắn liền với một bài thơ ngắn về mùa xuân, về hạnh phúc, được không ạ? Bài thơ có tựa đề là Mùa Xuân. Em chạm tay vào thời gian, tiếng tích tắc bật lên đầy hối hả, nụ mai rùng mình bên nõn lá, hồn hoa thành kính dâng xuân. Em chạm tay vào đời anh, ngọt bùi đắng cay một vòng ôm không xuể, ta giao thừa đời nhau hằng giờ hằng khắc, một làn hương cũng nặng trĩu ân tình. Khoác áo ấm vào đi anh, khoác áo ấm vào đi anh, lộc xuân đang đợi, cành nhang em nở đỏ hoa tình. Mỗi khắc, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút, em cháy dâng đời, ta cháy dâng nhau. Oh wow, em cảm nhận được tình yêu nồng nàn của chị dành cho anh luôn đó. Không biết là trong tất cả các anh chị đang có mặt tại đây thì mọi người có suy nghĩ như thế nào về giá trị cũng như là ý nghĩa của đoàn tụ trong văn hóa Tết Việt của chúng ta? Năm nay thì rất nhiều người không được đoàn tụ. Đấy là những cái bệnh nhân xấu số của chúng tôi. À, nhân cái buổi ngày hôm nay thì thay mặt cho những người làm ngành y, tôi cũng muốn gửi một cái lời xin lỗi tới những người bệnh xấu số của chúng tôi. Và muốn nói với họ rằng là chúng tôi đã cố gắng tất cả những cái gì chúng tôi có thể, nhưng không giữ được các bạn ở lại để đoàn tụ với gia đình ở cái Tết này. Và tôi cũng xin lỗi tất cả mọi người trong những lúc khốn quẫn nhất mà chúng tôi không nghe được cái điện thoại của các bạn. Dạ. Tự nhiên lại bị xúc động quá. Dạ thôi con nhờ chú. Chú sẽ nói về chữ đoàn tụ để tụi con cùng được chiêm nghiệm cùng với chú ạ. Đoàn tụ trước hết nó bao hàm cái không đoàn tụ. Ngay bây giờ khi mà chúng ta đang thực hiện chương trình này thì ở các tuyến biên giới, biên phòng và dân quân, ở ngoài biển là hải quân, là cảnh sát biển, là kiểm ngư, và kể cả ngư dân của chúng ta nữa, không về hoặc không được về hoặc chưa được về. Và tất cả những cái không đoàn tụ ấy là để cho toàn dân ta được đoàn tụ. Dạ. Yeah. Và như vậy là có rất nhiều những cảm xúc khác nhau xung quanh chữ đoàn tụ. Ngày hôm nay cùng với khoảng lặng mà chúng tôi cùng tạo ra với những vị khách mời, chúng tôi cũng xin được phép trò chuyện về chữ đoàn tụ với quý vị. Với mỗi khoảng lặng sẽ là một câu chuyện riêng, và câu chuyện về đoàn tụ lần này sẽ gắn bó với hình ảnh của một chuyến tàu. Xin mời. Thời gian đầu là khi mình đi thăm gia đình á, mình cũng thấy rất là chạnh lòng, nhưng mà mình cũng theo đuổi và đi theo công việc đến bây giờ. Chồng mình làm cùng ngành ấy, nên là anh ấy cũng hiểu và thông cảm được cho công việc của mình. Nếu mà lấy chồng khác ngành thì cũng rất là khó ấy. Thì ít người có thể thông cảm cho cái công việc của mình khi mà đi công tác xa nhiều ngày như vậy. Về quê là phải cách ly nhiều ngày, với cả là sợ là mình trong khoảng thời gian di chuyển á sẽ ảnh hưởng đến các cháu, nên là chị
vẫn lựa chọn là duy trì công việc và ở trong này. Quý vị thân mến, không cùng chung một ngành nghề, không cùng chung một hoàn cảnh, nhưng mà sau khi mà xem những thước phim này thì Kiều Loan thực sự cảm thấy rất xúc động. Những chuyến tàu lại rời khỏi sân ga, mang trong nó những háo hức chờ đợi của giây phút được đoàn tụ. Và đó cũng chính là niềm khao khát được trở về nhà trong đêm giao thừa, cùng với nỗi nhớ gia đình ga diết của những nhân viên đang phục vụ trên chuyến tàu ấy. Nếu như bạn đang sở hữu một tấm vé để trở về, thì đừng bỏ lỡ chuyến tàu đó, mà hãy về ngay với gia đình. Vì hơn hết, Tết là thời khắc của đoàn viên, Tết là thời khắc cho ta hồi tưởng lại những gì đẹp đẽ nhất, để rồi khi qua đi với biết bao sóng gió của cuộc đời, ta lại ao ước được về lại với mùa hoa của tuổi thơ. Ngày đó nơi quê tôi Tết về, còn nhớ cái xe lạnh cuối năm. Ngày đó anh em tôi quây quần, ngồi bên mâm cỗ trong giao thừa. Ngày đó cha tôi mang Tết về, là cành đào thắm khoe sắc mình trước sân. Mẹ gói bánh trưng bên hiên nhà, kia mùa hoa nữa đang trở về. Nhìn cánh hoa mai nơi góc tường,
tràn ra gió mơn man cánh đào như sáng ai. Mùa cũ đã đi qua tháng ngày, giờ mùa hoa nữ đang quay về bình yên là thế. Sớm mai khi tình giót bước xa cho bé lại như ông thơ ngày đó. Nhìn cánh hoa mai nơi khóc tường, chợt nhớ cánh hoa đào lúc xưa nổi lá. Sắc mình trước sân, mẹ gói bánh trưng bên hiên nhà. Kia mùa hoa nữa đang trở về, dừng bước đôi chân bên hiên nhà. Mẹ ơi con đã quay trở về. Tết, tất cả những công nhân và phương tiện người đều hoạt động tại các tàu bè nên chúng tôi thường xuyên phải tuần tra kiểm soát và đảm bảo an ninh trật tự. Anh em thì cũng xa gia đình, nếu mà bắt được sóng điện thoại thì cũng gọi về cho gia đình. Và trong cái lúc giao thừa khoảng khắc đấy, mỗi đồng chí thì cũng có một nỗi niềm riêng, thường thường là cũng hướng đến gia đình. Rồi sau đó thì cũng động viên nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi lấy vợ được 4 năm, thì năm nay là năm thứ 3. Tôi không được ăn Tết cùng gia đình. Con gái của tôi được hơn 2 tuổi rồi. Nhưng mà cái thời gian mà được về thăm con và được ở cạnh con thì được khoảng 2-3 tháng. Bước sang năm 2022, tôi cũng mong muốn là hoàn thành tốt được nhiệm vụ của cấp trên giao phó. Và cái mong muốn cũng lớn nhất của tôi là cũng được gần gia đình. Gửi hai mẹ con, nhận được thư của bố chắc hai mẹ con bất ngờ lắm nhỉ. Bố viết bức thư này cho hai mẹ con vì có những điều hàng ngày gọi điện mà bố không thể nói với hai mẹ con được. Năm nay lại một năm nữa bố không thể về đón giao thừa cùng hai mẹ con rồi vì tình hình dịch bệnh và cũng vì thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Mong hai mẹ con hiểu cho bố nhé. Bố biết từ ngày có Thỏ đến giờ chưa năm nào bố được ở nhà đón Tết cùng hai mẹ con. Bố cũng rất cảm ơn mẹ Thỏ bao nhiêu năm qua luôn chờ đợi bố. Hai mẹ con cũng yên tâm nhé, bố ở đây cũng tốt lắm, thường xuyên được chỉ huy và các cấp động viên rồi các đồng chí đồng đội động viên nhau nữa. Sau đợt trực này bố sẽ về với hai mẹ con nhé, yêu hai mẹ con.
đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh càng phải tập trung trực chiến với tinh thần không bao giờ để Tổ quốc bị bất ngờ. Trước khi mà mình nhập ngũ thì mình nghĩ cái Tết mà hạnh phúc nhất là cái Tết đoàn viên bên gia đình. Nhưng mà sau khi mình nhập ngũ và mình thực hiện cái nghĩa vụ quân sự của mình thì mình thấy là cái hạnh phúc không phải đơn giản cho bản thân mình mà là mình là người giữ cái hạnh phúc đó cho toàn thể nhân dân của cả nước, thì cái hạnh phúc nó sẽ được nhân đôi lên. Bên cạnh những ca canh gác tuần tra, khi năm cũ chỉ được đếm bằng giờ, bằng phút, các chiến sĩ bộ đội biên phòng cũng cho phép mình được sống trong niềm hân hoan, chào đón thời khắc giao thoa thiêng liêng của đất trời. Quý vị biết không, khi mà được ngồi đây và cùng chia sẻ với quý vị về những khoảnh lặng mà chương trình đài truyền hình HTV gửi đến quý vị là một điểm rất là vinh hạnh với Loan. Nhưng mà khi mà theo dõi những thước phim vừa rồi thì Loan lại có suy nghĩ là mình ước gì mình được làm khán giả để ngồi ở nhà đón xem thôi, để mình có thể tự nhiên mình khóc thật là to. Tại vì ngay cái khoảnh khắc này thì Loan thực sự đã rất là ghìm bản thân lại rồi. Tại vì mong muốn là không mang quá nhiều cái sự ước ác và đau buồn đến quý vị nữa, mà thay vào đó là chúng ta hãy nhìn nhận một tương lai, một năm 2022 thực sự là khởi sắc hơn, tươi mới hơn. Và chắc hẳn những hình ảnh vừa rồi cũng đã gợi cho chú Tư rất là nhiều cảm xúc. Vậy thì chú có thể chia sẻ đến cho quý vị được biết là mình đang suy nghĩ gì? Tôi nghĩ là cái tứ của chương trình ngày hôm nay nó đã đụng chạm đến trái tim của tất cả mọi người, cả những người ngồi đây và cả những người nghe chương trình này. Vậy nếu như mà tất cả cùng về nhà thì tất cả sẽ không về nhà được. Tất cả mà cùng muốn đoàn viên và đoàn viên theo nghĩa đen thì sẽ không ai đoàn viên cả. Trong cái đoàn viên và để có cái đoàn viên, nó bao hàm cả sự hy sinh, và chúng ta thấy một phần qua cái clip vừa rồi. Và tôi nghĩ rằng cái sự sinh đó nó rất đẹp. Riêng đối với cán bộ chiến sĩ thì chúng tôi cũng đã, khi mà mình chỉ huy anh em thì mình cũng chỉ ra cho anh em thấy cái lúc của mình không đoàn viên thì có phải là mất mát hết chăng không. Khi năm nay mình không về nhà, mình không vấn an được cha mẹ thì không phải là bất hiếu, mà mình đã phải hy sinh cái tiểu hiếu để thực hiện cái đại hiếu cho tất cả mọi cha, tất cả mọi người mẹ, tất cả mọi người vợ, người con, người em, người cháu ở hậu phương. Và nếu ở nhà mình ăn Tết thì mình ăn Tết với gia đình, với dòng họ, và giỏi lắm là với khối phố thôi. Ở đây mình ăn Tết với cả đồng đội, cấp trên, cấp ủy, chính quyền ở những nơi mà hồi nhỏ mình không có, và sau này nếu mình ra quân mình không có nữa. Cái đó không phải là cái để động viên suông, mà đó là cái thật của đời lính. Đời lính có khi nó thật đến độ trần trụi, và cái trần trụi đó cũng chính là vừa là hạnh phúc mà vừa là sự hy sinh. Dạ, và lúc này thì Tùng rất là mong là những người lính đang ở biên cương, hải đảo, hoặc là các bạn trẻ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng sẽ theo dõi được chương trình này để nghe người thủ trưởng đi trước truyền lại lửa cho mình, để mình có thể an tâm mà phục vụ, để giúp cho mọi người dân mình bình yên trong những ngày Tết, đúng không ạ? Vào lúc này Tùng lại xin được phép bật mí cho quý vị là nhân vật thủ trưởng mà Tùng vừa nhắc đến, chú Tư từ đầu chương trình tới giờ cũng là một người nghệ sĩ đặc biệt đấy ạ. Hôm nay chú có mang đến một cây đàn, và điều đó có nghĩa là chú đã chuẩn bị sẵn sàng một món quà để dành tặng cho khán giả truyền hình. Tôi không phải là nghệ sĩ, cũng không phải là ca sĩ, mà vẫn phải liều lĩnh, bởi vì mình biết rằng mình phải hát cho lính của mình nghe. Giờ đêm nay tôi sẽ tiếp tục hát cho lính tôi nghe. Oh yeah. Tặng nhau bông hoa xưa, mừng cây đàn guitar
mây vàng đơn xưa hát với tình yêu đồng đội mùa xuân chiến sĩ hát với đất trời quê hương sung thép tiếng dài đầm sương đau đớn mùa đông qua rồi mùa xuân đã đến xuân chiến sĩ bao nhiêu cô bác lên thăm trần hiền qua quanh tết đơn sơ thôi mà từng giây dấu dần về sáng ngày tết vui thật là vui cùng có lúc phải cầu thôi à tôi mới lớn xa quê lần đầu khi tết đến không được về chạy vào chùa vắng khóc thầm tí thôi đã yêu làm sao người lính gian khổ lẽ thường hát với cây đàn ghi ba hát với đất trời quê xin được cảm ơn món quà đến từ chú Tư và với phần song ca hỗ trợ đến từ bác sĩ đã mang đến cho quý vị khán giả cũng như là chương trình một không khí nó rất là lính, nó rất là đời, đúng như tên gọi đó chính là Xuân Chiến Sĩ. Kính thưa quý vị, thú thật là với Kiều Loan, khi mà nhắc đến hình ảnh của một người lính thì Kiều Loan luôn mặc định trong đầu đó chính là về những hình ảnh nghiêm khắc, kỷ luật trong những cái hành động, trong những công việc huấn luyện thôi, như là các anh canh giữ vùng biên cương hải đảo chẳng hạn. Nhưng mà sau khi mà nghe những chia sẻ và đặc biệt là trong năm vừa rồi thì chúng ta cũng có thể là dễ dàng nhìn thấy được hình ảnh của những người lính, những lực lượng bộ đội gần, rất gần với người dân bằng cách là người đi chợ giúp người dân, mang từng phần ăn đến cho từng hộ dân hay là thậm chí là thuốc thang. Phải nói là vào lúc này thì tôi cảm thấy là yêu quý hơn rất là nhiều những người bạn mình chưa bao giờ biết mặt, chưa bao giờ biết tên nhưng được gọi chung là chú bộ đội. Các chú bộ đội ơi, hy vọng là Tết này các chú bộ đội sẽ vẫn vui, là bởi vì ở hậu phương tất cả chúng tôi đều hướng về các chú. Rất là cảm ơn các chú vẫn bảo vệ biên cương, vẫn đang làm việc để phục vụ cho người dân. Và phải nói một điều rằng là đối với người dân thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, nếu như mà thật sự là chúng ta nhìn một cách công bằng thôi, tất cả sự bình yên đang có đều đến từ những người đang canh gác. Chúng ta hãy biết ơn họ và giúp họ vững tin vào niềm tin rằng hậu phương luôn luôn yêu quý họ bằng một cái trái tim rất là nồng nàn của hậu phương, được không ạ? Để cho những người bạn bộ đội của chúng ta có thêm niềm tin, có thêm niềm vui khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Đời vui có áo mới phố phường.
Quý vị thân mến, vừa rồi là Tình ca mùa xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Tôn Thất Lập cùng với phần biểu diễn của Quý Bình và Diệu Hiền, hai nghệ sĩ rất là đáng quý của chúng ta. Và vào lúc này thì xin được phép quay trở lại với những khoảng lặng mà Tùng và Kiều Loan cùng mang đến cho quý vị. Không giấu quý khán giả, quý khách đang ngồi ở đây và khán giả đang theo dõi truyền hình, Tùng đã từng là F0, là lâu lắm rồi ạ. Dạ, và đúng là khoảng thời gian đó nó một khoảng lặng, là bởi vì mình rất là lo lắng cho sức khỏe của mình, rồi lại có những cái chiêm nghiệm lại trong cuộc sống, biết là mình sẽ làm tiếp điều gì, nên gạt bỏ điều gì để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Và trong những ngày tháng đó thì chắc chắn là có một cái niềm tin rất là sắt đá đối với đội ngũ y bác sĩ, và có những vật dụng không bao giờ rời khỏi nửa bước. Đây là một trong những vật dụng như thế. Loan, em nhận ra cái này là gì không? Một hình ảnh rất quen ạ. Mà em thấy những người xung quanh em sau khi mà đã nhận thức được mình là F0 thì đã có rất là nhiều, đó chính là máy đo SPO2, nồng độ oxy trong máu ạ. Cái máy nhỏ này nhưng mà vô cùng có võ thưa quý vị. Bởi vì con số này mà chỉ cần chệch choạc tí thôi là có người lo vô cùng đấy ạ. Phải nói rằng là cái khoảng thời gian đó khiến mình yêu quý bác sĩ vô cùng, là bởi vì từ các y bác sĩ ở phường đến những người quen, họ đều dành hết tất cả những cái tâm huyết của họ dành cho mình. Mặc dù là chắc chắn là cái số lượng F0 trong thành phố rất là đông, cho nên là khi mà nhìn thấy những cái vật dụng như thế này và nhắc đến oxy, nhắc đến từng hơi thở, thì không biết anh Sơn nghĩ gì vào lúc này ạ? Không phải là chỉ cái máy đo SPO2 này, và trong cái cuộc chống dịch của chúng ta vừa qua thì chúng ta đã từng thấy rằng là những cái câu chuyện là ATM oxy, tất cả những bạn tình nguyện viên oxy, tất cả những cái con hẻm ngõ ngách là từng cái bình oxy nhỏ, từng cái xe thồ của những chiến sĩ Điện Biên năm nào cũng vào cái cuộc, từng cái xe máy, những bước chân thầm thập chạy trong hẻm rồi vác bình oxy trong mưa, trong khuya. Có thể nói rất là tạo ra chúng ta rất nhiều cái cảm xúc. Trước đây chúng ta có cái ATM gạo, rồi là bây giờ đã đến ATM oxy, thì có lẽ là chỉ có đất nước Việt Nam chúng ta, những người dân Việt Nam chúng ta, những cái tấm lòng cao cả, tình nghĩa đồng bào, thì chúng ta mới có những câu chuyện như vậy. Em cũng xin hỏi bác sĩ một câu, đó chính là những thách thức và khó khăn mà bệnh viện 175 của mình đã gặp phải trong năm vừa qua là gì ạ? Không phải là bệnh viện tôi đâu. Tất cả các bệnh viện khác, từ y tế cơ sở đến bệnh viện trung ương, trong một cái bối cảnh hoàn cảnh đó, chúng ta rơi vào trong một cái hoàn cảnh và hết sức khó khăn. Thì chính trong cái hoàn cảnh đấy, ở mỗi một đơn vị, mỗi một bệnh viện, mỗi một hoàn cảnh, thì bắt buộc là chúng ta phải đưa ra những cái quyết định. Những cái quyết định đó rất khó khăn.
Cho nên lúc nãy tôi mới nói là một năm mà tôi cảm thấy rằng là giữa lý trí và cảm xúc là một cái sự mâu thuẫn khủng khiếp. Lúc đầu vì thiếu người, cho nên là kể cả về kinh nghiệm, kể cả về trình độ năng lực nữa. Bởi vì khi mà bước vào cái trung tâm hồi sức, như các bạn biết rồi, bác sĩ hồi sức thông thường đã hiếm rồi, mà bây giờ hồi sức một cái bệnh lý như thế này càng khó khăn hơn. Rất nhiều cái yêu cầu là phải kỹ thuật cao. Thế thì không thể nào mà anh nào cũng phải vào làm được đâu. Chính vì vậy thiếu người như vậy thì bạn phải làm cả một ngày rồi mới thay ca. Nhưng mà không thể chịu nổi, vừa mệt vừa đói vừa khổ, vừa nóng nực, và cái đặc biệt hơn nữa là cái áp lực cũng như là cái tâm lý. Thế thì chúng ta lúc đầu thì tôi yêu cầu là thôi phải chia ra cho các bạn để 8 tiếng để các bạn còn có sức phục hồi. Đấy. Nhưng mà sau đó thì tôi cũng yêu cầu là chỉ 4 tiếng thôi. Nhưng mà tôi về sau tôi, khi mà chúng ta vừa ngày chúng ta huấn luyện lên, càng ngày càng đông lên, thì tôi nói là càng ngắn càng tốt, 3 tiếng cũng được cho ra. Ở cái thời điểm đấy thì có lẽ chỉ còn lại là tình người. Nếu như chúng ta không thương bệnh nhân, chúng ta bỏ, bệnh nhân sẽ đi. Cho nên là những cái xúc động lắm khi mà nhân viên của tôi xúc cho một cái bác một cái thìa cháo, thì bác hỏi rằng là con ơi, bác còn sống được mấy ngày? Hay là gội đầu cho một bệnh nhân nữ thì bác ấy nói rằng là con ơi, bác thì còn được gội đầu thêm mấy lần nữa. Và kể cả khi mà họ chứng kiến cái người bên cạnh giường mình ra đi, thì những cái cảm xúc đấy có thể là không thể nào diễn tả được. Thực ra tôi không muốn nhắc lại những cái hình ảnh này nữa, nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng là những cái hình ảnh đấy càng làm cho chúng ta hiểu được cái giá trị của cái cuộc sống nó như thế nào. Xin một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất của tất cả mọi người đến anh em y bác sĩ, và rất là mong là anh em y bác sĩ sẽ có nhiều cơ hội để phục hồi tất cả mọi thứ đã hy sinh bản thân mình vì mọi người. Còn vào lúc này thì vì Tết mà, cho nên là Tết đến thì bây giờ mình sẽ vui hơn một tí. Mách nước với quý vị, đây không chỉ là một bác sĩ, không chỉ là một người lính, mà còn là một nghệ sĩ đấy ạ. Cho nên là Tùng đã ghi sẵn trong kịch bản là đoạn này nhất định là phải bắt anh Sơn đứng lên hát. Chuẩn bị piano là vì anh. Cho nên vào lúc này thì rất là mong anh sẽ tặng cho mọi người một điều gì đó thật ý nghĩa, nhưng mà thật là văn nghệ vào đêm nay, được không ạ? Tôi chỉ muốn hát lại một cái bài mà tôi đã viết tặng các đồng đội, các đồng nghiệp của tôi. Và tôi chỉ mong rằng là trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, bất cứ một cái điều kiện nào, khi đã khoác lên mình cái màu áo trắng, một cái màu tinh khiết, một cái miền tinh khiết, thì cố gắng làm sao mà giữ trọn được vẫn mãi màu áo trắng. Vòng tay ấy, nụ cười ấm áp, nặng tình thương. Những đêm dài anh thức trắng, cho niềm tin trao anh người chiến sĩ. Con tim vẫn đang hoa nhịp đập, thầm lặng hiến dâng vì cuộc sống. Bàn tay ấy, nụ cười ấm áp, nặng tình thương. Đôi vai anh gánh nặng tình nhân gian. Màu áo trắng, nụ cười chiến thắng, cho đi suốt một đời tận tụy. Cuộc đời các anh là dâng hiến cho mọi người. Cuộc đời các anh là dâng hiến. Dâng hiến.
cho mọi người. Thật là tuyệt vời phải không ạ? Dạ, xin được phép gửi lời cảm ơn nghệ sĩ piano đã cùng hỗ trợ cho anh Sơn. Quý vị thân mến, vào lúc này thì chúng tôi rất là muốn nói đến một tâm sự như thế này, cũng muốn tâm sự với lại các cô chú, các anh chị đang là khách mời. Đó chính là thông thường mà đến chương trình Tết là mọi người sẽ rất ngại nói về những cái chuyện tang thương đã đi qua, rất ngại nói về nỗi buồn. Cho nên là sẽ rất là kỹ lưỡng để chọn cái đề tài làm sao cho nó phù hợp. Nhưng mà nếu mà mình nói về năm 2021 mà mình không nói về Covid, mình không nói về những cố gắng của y bác sĩ, của rất là nhiều những cái lực lượng khác, thì như vậy cũng là một cái sự vô tâm đáng trách. Cho nên đối với chương trình ngày hôm nay, quý vị biết không, chúng tôi nhắc đến các y bác sĩ không phải chỉ đơn giản là nhắc đến hình ảnh của bệnh viện. Chúng tôi muốn nói đến một cái điều này được ví von giống như là họ là chính là những người ươm lại mầm của nắng. Phải nói rằng là cuộc sống không thể nào thiếu màu nắng, không thể thiếu được ánh sáng, không thể thiếu được sự ấm áp. Và những y bác sĩ chính là những người ươm lại mầm của nắng để nắng được tiếp tục lan tỏa mãi, để ánh sáng và sự ấm áp sẽ không bao giờ mất đi trong cuộc sống của chúng ta. Và vào lúc này, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn phim để nói về những mầm nắng mới. Khoa Xanh Bệnh viện Từ Dũ là gần 18 năm và trong đó là chắc cũng khoảng 8-9 lần đón giao thừa tại bệnh viện này. Một ca trực khi bắt đầu là 18:45 là sẽ nhận gác và cho tới 6:45 của ngày hôm sau là mình sẽ giao gác. Kỷ niệm của đêm giao thừa nhớ nhất là sau khi vào rồi lại có ca khó mình theo dõi. Đêm đó mình cũng lo rất là nhiều, tại vì cái ca này là chào đón giao thừa mà đầu năm mới, mà sản phụ rất là cố quyết tâm, chỉ nói là cố gắng cho em sanh đi. Em cứ nắm vào đây, có cái tư thế, và cái tư thế của mình phương hướng là mình sẽ khom người về phía trước nha. Cố gắng mình theo dõi, mình chăm chút, mình động viên sản phụ cái giờ khắc giao thừa chào đón, cái nỗi mà mình sợ. Hít sâu vô, đúng rồi, ngã miệng lớn thở ra. Rồi, hít sâu, thật sâu vô. Mà vỡ oà, bé khóc lên. Và một chàng trai khô ngu túng túng ra đời mà gặp người mẹ đó giống như họ đã lo rồi, họ chảy nước mắt ra. Thế mình cũng cảm thấy xúc động và mình vui. Một rừng cây tôi thường nhớ về.
về nhiều người trẻ trung như cùm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về. Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô. Gian khổ sẽ dành phần ai, ai cũng một thời trẻ trai cũng thường nghĩ về đời mình. Phải đâu mây nhờ rơi chiều, phải đâu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, chiều sóng đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều đời người một rừng cây được thể hiện qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, không phải là một ca khúc dành riêng cho bất kỳ ai hay bất kỳ một cá nhân nào. Đây chỉ là ca khúc dành cho tất cả chúng ta, và đây cũng chính là khoảng thời gian chúng ta sẽ chiêm nghiệm lại bản thân mình. Không phải chúng ta nhìn vào trong những khó khăn thách thức, mà chúng ta nhìn vào chính trách nhiệm của bản thân mình với tương lai đang chuẩn bị diễn ra của năm mới. Mỗi người chúng ta sẽ cùng góp sức hết mình để có một năm mới tươi sáng hơn. Và lúc này thì Tùng và Kiều Loan rất là muốn chia sẻ với quý vị một trong những lý do mà chúng tôi bày biện tất cả những điều này, được gọi là khoảng lặng, để dành tặng cho quý vị. Hình như tất cả những khoảng lặng này có chung nhau một điểm thưa quý vị,
đó chính là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc được cống hiến cho thành phố, hạnh phúc được quên mình vì tất cả, hạnh phúc được nén tất cả những gì dành riêng cho cá nhân mình vì cái chung, hạnh phúc vì biết hy sinh. Vậy hình như Tết chính là hạnh phúc. Lúc này chắc là cho phép con được hỏi chú từ trước, cái từ hạnh phúc đối với chú như thế nào ạ? Được làm một cái gì đó trong quân ngũ là cho đơn vị mình, cho quân đội mình, cho đất nước mình. Đối với cuộc sống riêng tư của mình là cho những người đã từng giúp mình, những người xung quanh mình. Có khi nó đơn giản có vậy thôi. Dạ, con cảm ơn chú rất là nhiều. Hạnh phúc của một thi sĩ sẽ như thế nào hả chị? Bây giờ hạnh phúc đối với tôi là an lành, sức khỏe. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Và một người chiến sĩ, một người bác sĩ, một người nghệ sĩ đang ngồi cạnh Tùng đây ạ. Tôi nghĩ là một hạnh phúc là một cái làm được một cái điều gì đó tử tế cho bạn, cho mọi người và cho cuộc đời này. Dạ, và chắc là Kiều Loan cũng sẽ có định nghĩa riêng về hạnh phúc, Tùng cũng sẽ có suy nghĩ riêng về hạnh phúc, quý vị cũng vậy. Nói chung lại là ngày hôm nay chúng ta cùng gặp nhau và thấy rằng à, thì ra Tết là hạnh phúc. Và bây giờ hãy cùng tận hưởng một mùa Tết hạnh phúc cùng nhau, quý vị nhé. Gió mới đang về đây, về trong mắt trong kìa, gió mới đang về vây hồn ta. Ngày nắng ấm thơm hương còn vương những giọt sương để hoa. Rất mau cùng chúc nhau lời thiết tha nhớ trên môi đời. Chúc cùng cánh hoa nở ngày xuân xa. Thank you.
bên đời hòa trong tiếng ca xuân về. Đứng bên trời đào khoe sáng bên mai. Sự Tết rộn ràng, Tết xuân vầy, Tết cuối cùng người già và trẻ thơ. Chương trình vẫn chưa kết thúc đâu thưa quý vị. Ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều khoảng lặng, nhưng mà cho phép Tùng được nói về khoảng lặng cuối cùng không nằm trong kịch bản. Vẫn còn một vật phẩm nữa đã xuất hiện từ đầu chương trình tới giờ. Đó chính là chiếc micro của con đây chú Tư ạ. À. Dạ anh chị, đây có chữ HTV. Đây chính là vật phẩm được nói cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, những người làm chương trình, những người làm truyền hình luôn luôn mong muốn mỗi ngày mỗi giờ mang đến những tin tức nóng hổi nhất, những chương trình giải trí tốt nhất, có chiều sâu nhất, chạm vào cảm xúc của tất cả quý vị. Đó chính là khoảng lặng của chúng tôi, những người làm truyền hình. Phải nói rằng là phải có tất cả tình yêu nghề, sự dũng cảm và sự hy sinh nữa để đảm bảo được rằng sống lúc nào cũng nóng, để quý vị luôn luôn có được những chương trình hay nhất. Và vào ngày hôm nay, vào thời khắc này, rất mong quý vị chia sẻ điều này với niềm đam mê và trách nhiệm của những người làm truyền hình, để qua đó chúng tôi mong muốn được mang đến cho quý vị niềm hạnh phúc về mặt tinh thần. Hy vọng rằng HTV sẽ luôn luôn xứng đáng là người bạn của mọi nhà, để chúng tôi sẽ kể rất nhiều những câu chuyện qua từng ngày dành cho quý vị. Còn bây giờ sẽ là lời chúc mừng năm mới dành cho quý vị thông qua chương trình của chúng tôi với những vị khách quý. Và xin mời tất cả những vị khách quý chúng ta sẽ cùng nâng ly. Và lúc này thì cho phép Tùng được đại diện cho Kiều Loan. Cảm ơn chú Tư, cảm ơn anh chị rất là nhiều đã cùng đến đây để chia sẻ những điều vô cùng quý giá và xúc động cho HTV cũng như là khán giả của HTV. Và vào lúc này đây, xin được phép cùng với tất cả những anh em đang thực hiện chương trình tại HTV gửi đến quý vị lời chúc mừng năm mới cùng với cái cụm ly của chúng tôi, để tất cả chúng ta hòa mình trong không khí này, được không ạ? Chúng ta cùng đếm nha. 1, 2, 3. Chúc mừng năm mới.
tha nhớ trên môi cười. Chúc cùng cánh hoa lửa.